Chào các chế. Tiếp theo chương trình một sản phẩm, tôi xin giới thiệu sản phẩm kem dưỡng gác lơ chiết xuất nho 96% được tạo thành từ các thành phần có nguồn gốc tự nhiên và được tạo ra đặc biệt trong làn da thiếu độ ẩm. Đây là một thùng bao gồm 6 sản phẩm các bạn nhé. Đây, Glide, gác lơ Sky, Natura, sửa sạch tự nhiên là 6 sản phẩm này, 50ml một sản phẩm này các bạn nhé. Đấy, sản phẩm hơi bị che mờ, hạn sử dụng đến tận 2022 các bạn này, tháng 10 2020 mấy không biết nhưng mà ít nhất rồi. Thôi cái đấy chúng ta tìm hiểu sau, còn khi trong một trong đây hôm nay tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Chỉ trước kia thì shop cũng đã có các sản phẩm kem dưỡng da vị trà xanh, kem dưỡng da đã lơ vị hoa hồng cho mặt rồi. Và mà dùng rất thích được nhiều chị em phản hồi tốt. Và vậy chúng tôi lại tiếp tục nhập về sản phẩm mà dưỡng da vị nho. Nhiều càng nhiều sản phẩm thì có người sẽ càng ủng hộ. Đây, thùng gồm 6 sản phẩm. Nguyên thùng này. Đấy, nguyên thùng gồm 6 sản phẩm. Đây. Đây. Trên tay tôi đây chính là sản phẩm gác lơ vị nho. Các bạn hiểu là hiệu quả của hoạt động của kem đang chiết xuất nho trong kem dưỡng da mặt gác lơ Sky Natura, kem dưỡng da mặt chiết xuất nho cho da bình thường và da hỗn hợp các bạn nhé. Bình thường và da hỗn hợp, chống lão hóa và dưỡng trắng da trong trái nho, nhóm chất có tên là OPT, nhóm chống lão hóa, chống oxy hóa cao gấp 50 lần với vitamin E và 20 lần với vitamin E và vitamin C. Khi được chăm sóc da hàng ngày bằng tinh chất trái nho, làn da sẽ trắng sáng, hạn chế các đốm nâu, thâm nám và tàn nhang, da mặt càng mịn hơn với nhiều nhờ giảm lượng nếp nhăn, phục hồi da khỏe mạnh hơn và chống nắng hoàn hảo. Rồi, đây tôi sẽ mở hộp sản phẩm các bạn nha. Mở nhẹ nhàng thôi. Đây, tôi sẽ để đây. Đây, tôi cho các bạn nhìn qua hộp. Đây, trên tay tôi đây chính là sản phẩm kem dưỡng gác lơ mặt chiết xuất từ trái nho. Đây, sản phẩm rất đẹp và sắc nét các bạn nhé. Đây, đây nhìn qua hộp nó đây, 96% này. Đây là các chỉ số điều kiện này. Đây, thành phần công thức cấu tạo mã vạch hãng gác lơ, hạn sử dụng hạn tháng 2 2023 các bạn này. Đấy, rất rõ ràng. Đây phần mã vạch này, đây phần hộp này thì chúng ta biết là theo những nghiên cứu dinh dưỡng, sắc tố tím anthocyanin có trong trái nho, việc quặn mâm xôi giúp làm giảm nguy cơ nhiều bệnh mãn tính và cung cấp khả năng chống nắng cho cơ thể. Sở dĩ có được khả năng đó vì các nhà khoa học đã chỉ ra mức độ polymer hóa của favolo tỷ lệ thuận với hợp chất chứa axit gallic. Khi hai tỷ lệ này tăng cao thì khả năng bảo vệ làn da con người khỏi ánh nắng mặt trời càng lớn. Kem dưỡng da mặt gác lơ kem chiết xuất nho mang lại cho các bạn một làn da tươi mới, chống lão hóa và oxy hóa, cung cấp độ ẩm cho da, bảo vệ da suốt ngày. Đây, tôi mở ra này. Đây các bạn nhìn là chất kem này hơn hẳn kem trộn, nhất là thứ tôi không chê kem Việt Nam nhưng nhìn nó đã rất là xịn rồi. Kem dưỡng da mặt cho da bình thường và da hỗn hợp các bạn nhé. Thành phần là aqua, nước này, hydrolic này, rượu delat này, vân vân, tinh bột bột bắp này, nho, nước trái cây, dầu đậu lành với các axit. Sử dụng, chúng ta sử dụng vào buổi sáng hoặc tối lấy một lượng kem gác lơ chiết xuất nho vừa đủ để thoa đều lên da mặt. Cái này là 50ml các bạn nhé. Đây tôi sẽ check nhanh phần mã vạch này. Ba sáu không không 542 045 483.
ra đến trang nước ngoài mà xem đi. Rồi đây các bạn nhìn kìa, đấy sản phẩm đúng của hãng rồi này. Như vậy là sản phẩm đảm bảo nguồn gốc các bạn nhé. Các bạn sau khi xem trong video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video và đặc biệt mua hàng nhắn tin trên số điện thoại 0973 32 37, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái sau đó thanh toán. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tươi mới và vui vẻ. Chào các bạn.